Phật thuyết Đại thừa Vô lượng thọ Trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh cuốn 8 quyển 27. Tịnh Không pháp sư chủ giảng. Địa điểm cư sĩ Lâm Tân Gia Ba, thời gian tháng 11 năm 1994. Xin lật quyển kinh trang 16. Hàng thứ nhất. Trang thứ 16, hàng thứ nhất, xem từ câu thứ 3. Siêu quá vô biên ác thú môn, tốc đáo bồ đề cứu cánh ngạn. Sú đạo phổ thị cứu cánh ngạn. Vô minh tham sân giai vĩnh vô, hoặc vọng quá vọng tam muội lực. Đoạn này cùng với phần trên tổng cộng là 6 câu, cũng là bài kệ tụng thứ 4 cùng với 2 câu trước của bài thứ 5 hoàn toàn giảng về đức tự lợi của Bồ Tát. Bởi hoàn toàn giảng về đức tự lợi của Bồ Tát. Bởi vì có trí tuệ sâu rộng. Trí tuệ đã nói ở phần trước rồi, là từ trong tâm thanh tịnh sanh ra. Vậy giờ đây có thể biết tu hành tâm thanh tịnh quả thật là then chốt của việc tu học. Siêu quá vô biên ác thú môn. Ác thú không những là chỉ cho tam ác đạo, so sánh trong lục đạo tam thiện đạo so với tam ác đạo thì tốt hơn rất nhiều. Chúng ta gọi tam ác đạo là ác thú. Nếu lấy thập pháp giới để mà nhìn, vậy là ngày đến trời người cũng là ác thú. Vì sao thế? Họ không thể thoát ly sanh tử luân hồi. Trong lục đạo này, Phật trong kinh thường cảm thán rằng sanh tử bì lao. Đây là hiện tượng chân thật. Bên ngoài tam giới ra có thành văn chuyên giác Bồ Tát. Bồ Tát vô minh chưa phá sạch, muốn cùng Phật so sánh, vậy họ cũng là ác thú. Cho nên ở đây, trong ác thú môn bao hàm vô cùng rộng lớn. Siêu quá vô biên ác thú môn. Câu này hàm ý chân thật của nó là siêu việt chính pháp giới. Bởi vì một câu ở dưới chúng ta sẽ nhìn thấy rất rõ ràng. Tốc đáo bồ đề cứu cánh ngạn. Chữ cứu cánh này là quả địa của Như Lai. Bởi vì đẳng giác Bồ Tát đều chưa cứu cánh.
Giờ đây có thể biết chữ vô biên ác thú môn ở phía trước bao gồm 9 pháp giới hữu tình chúng sanh. Đây mới hiển thị ra sự thù thắng không gì sánh bằng của Tây Phương Tịnh Độ. Vô minh, tham sân, dài vĩnh vô. Vô minh là vọng tưởng, tham sân si là phiền não, cũng là nói vọng tưởng chấp trước vĩnh viễn đoạn trừ rồi. Hoặc là mê hoặc, quá là lỗi lầm. Trong đây ý nói tập khí của tam độc đều hết sạch, làm cách nào để đoạn dứt sạch chúng nó? Tam muội lực. Chỗ nói đến chữ tam, chữ tam muội ở đây, tôi tin rằng mỗi vị đồng tu đều thể hội được niệm Phật tam muội. Trong 6 câu đó, quý vị hãy xem cho kỹ, là dùng trí tuệ làm đầu. Vừa mở đề là trí tuệ quảng đại thâm như hải, và lấy tam muội làm kết thúc, đều quy về chữ tam muội, thì ý nghĩa này mới vô cùng sâu sắc. Đây là điều chúng ta cần phải biết, phải cẩn thận thể hội thầm ý của nó. Vậy giờ đây có thể biết hình dáng của tam muội. Tức là tâm thanh tịnh. Chẳng những là Tịnh Tông, Đại Tiểu Thừa Phật Pháp đều là tu tâm thanh tịnh. Bởi vì tâm thanh tịnh có cạn sâu, thuần tạp không đồng nhau, cho nên mới nói tam thừa, mới nói quả vị đẳng sai. Thanh tịnh phải đạt đến cứu cánh viên mãn. Đây tức là cảnh giới sở chứng đắc của quả địa Như Lai. Bởi thế cho nên chỉ cần là học Phật, bất luận là pháp môn nào, bất luận là tông phái nào, người biết tu, người có công phu đức đắc lực, đều từ trên tâm thanh tịnh dụng công. Cũng là nói ra sức tu tam muội. Như vậy mới là đệ tử Phật chân chánh. Xem tiếp phần kinh văn ở dưới. Đây là nói việc cầu trí tuệ đức năng trên quả địa của Phật.
Như thế mới có thể giúp cho người khác giác ngộ, là thuộc về đức giác tha. Phần trước là tự giác, tự giác nhất định phải giác tha. Diệt như quá khứ vô lượng Phật, câu này chúng ta cũng phải coi trọng. Muốn thành tựu trí tuệ trên quả địa của Như Lai, nhất định phải trì phụng vô lượng Phật mới có thể thành tựu vô lượng trí tuệ. Nếu chúng ta không có năng lực, thật tình mà nói, với nghiệp chướng sâu nặng của chúng ta hiện nay, một vị Phật cũng không gặp được, làm sao có khả năng đi trì phụng vô lượng Phật. May thay Thế Tôn vì chúng ta giới thiệu vô lượng thọ Phật, tức là đại biểu của vô lượng Phật, chúng ta có thể trì phụng vô lượng thọ Phật, tức là A Di Đà Phật, thì chắc chắn có cơ hội trì phụng hầu vô lượng Phật. Điều này tới phần sau chúng ta sẽ thấy. Vi Bỉ Quần Sanh Đại Đạo Sư Chư Phật Bồ Tát ứng hóa tại thế gian, dùng thân phận của Phật, thân phận của Bồ Tát giáo hóa tất cả chúng sanh, khiến tất cả chúng sanh ngay trong một kiếp vãng sanh bất thối thành Phật. Đây là Đại Đạo Sư chân thật, dắt dẫn chúng sanh liễu sanh tử, xuất tam giới. Vậy nói một cách khác, câu nói này là đặc biệt chỉ cho ngũ trược ác thế, đạo quy cực lạc, năng cứu nhất thiết chư thế gian sanh lão bệnh tử chúng khổ não. Cửu pháp giới hữu tình chúng sanh, đây là nhất thiết chư thế gian, tức là vừa rồi chỗ nói ngoài lục đạo Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát. Bồ Tát nếu không thể vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới thì phiền não vô minh của họ rất khó đoạn dứt. Bồ Tát cũng cầu sanh, cũng cầu vãng sanh. Không những Bồ Tát thông thường cầu vãng sanh, chúng ta trong Kinh Hoa Nghiêm thấy Ngài Văn Thù Phổ Hiền đều cầu vãng sanh tịnh độ, huống chi những người khác. Điều này chúng ta cần phải cảnh giác. Cửu giới hữu tình A Di Đà Phật chỉ dùng 6 chữ danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật thì có thể phổ độ, đây là có thể cứu nhất thiết chư thế gian. 6 chữ hồng danh công đức bất khả tư nghị. Sanh lão bệnh tử, đây là lục đạo phàm phu không một ai có thể tránh khỏi. Trừ 4 chữ này ra còn có cầu bất đắc khổ, ái biệt ly khổ, oán tấn hội khổ, ngũ ấm xí thạnh khổ. Đây là Thế Tôn trong rất nhiều kinh luận nói với chúng ta.
về bát khổ. Con người ở trong lục đạo, tám thứ khổ cùng lúc dày vò bức bách. Công đức của danh hiệu có thể cứu, quả thật có thể cứu. Ý nghĩa này tức là chân tướng của sự thật. Trong kinh Vô Lượng Thọ hiển thị ra rất rõ ràng, minh bạch. Quả thật có thể giúp đỡ cho chúng ta. Cái khổ lớn nhất của đời người là tử khổ. Pháp môn này có thể dạy chúng ta không chết, có thể dạy chúng ta không sanh bệnh, có thể dạy chúng ta không già. Chỉ cần anh tin được, thật sự hiểu rõ được ý thú trong kinh điển chỗ nói, chịu hết lòng y giáo phụng hành. Vì nguyên nhân gì đây vậy? Bởi vì những thứ khổ não này bao gồm sanh lão bệnh tử, tám khổ ba khổ. Căn nguyên của nó tức là vọng tưởng chấp trước là cái căn nguyên. Niệm Phật tam muội, tâm thanh tịnh thì có thể đem những thứ bệnh căn này nhổ trừ. Bệnh căn đã nhổ mất rồi thì sự tướng của những thứ khổ não này tự nhiên sẽ không còn nữa. Cho nên đây là phương pháp chân chánh để trị tận gốc. Phật đã truyền thọ cho chúng ta rồi. Vấn đề là chính chúng ta có chịu chấp nhận hay không? Quả nhiên hoàn toàn chấp nhận rồi, chấp nhận 100%, thì xin chúc mừng anh bệnh gì cũng không còn nữa. Nếu như chấp nhận được 8 phần, vậy anh vẫn còn 2 phần khổ não, anh vẫn chưa hoàn toàn thoát khổ. Do đây có thể biết, Phật là toàn bộ chỉ dạy cho chúng ta, xem chính chúng ta lý giải được bao nhiêu, chịu chấp nhận được bao nhiêu. Sau đó trong sinh hoạt hàng ngày của chính chúng ta có thể làm được bao nhiêu, đây đều là việc bên này của chính chúng ta. Phật đã dạy hết rồi. Phần dưới là nói về hành vi sinh hoạt vô cùng cụ thể. Đây là hành vi sinh hoạt khỏe mạnh, hành vi sinh hoạt vui tươi, là hành vi sinh hoạt bình thường của chư Phật Bồ Tát. Chúng ta phải biết cách làm. Đương nhiên càng phải biết vì sao phải làm. Thường hành, thường là vĩnh viễn không gián đoạn. Hành bố thí. Bố thí là gì? Là buông xuống, là xả. Anh phải chịu xả, phải chịu buông xuống. Buông cái gì đây? Phàm là nhiễm ô tâm thanh tịnh của chúng ta, tất cả phải buông xuống hết, tất cả phải xả bỏ hết. Thế gian danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần,
tham sân si mạng đều là những thứ làm nhiễm ô tâm thanh tịnh, đều là bệnh căn của sanh tử phiền não. Sao có thể chẳng xả? Cho nên phải đem nó xả bỏ cho thật sạch sẽ rốt ráo. Cho nên dạy anh bố thí, người thế gian nghe đến Phật Pháp, biết Phật Pháp là hay, Bồ Tát đã tu bố thí Ba La Mật rồi, cũng đều nói ra được điều này. Vì sao tự mình không chịu làm? Vì là xả không nổi. Nói một cách khác, không buông nổi. Vì sao không thể buông xuống? Sinh hoạt của chúng ta quá khổ, khó khăn lắm mới tạo được, rất khó mới tạo được. Bảo anh phải bỏ, đương nhiên cũng khó. Chúng ta không biết nhân quả ở bên trong, không biết cái đạo lý bên trong, cho nên mới có rất nhiều chướng ngại. Bởi thế nhất định phải thường thường đọc tụng kinh điển Đại Thừa, phải thể hội giáo nghĩa trong kinh Đại Thừa. Đạo lý hiểu rõ rồi, nhân quả rõ ràng rồi, thì anh sẽ tự nhiên chịu xả ngay. Tự nhiên anh sẽ chịu buông xuống. Lý đã hiểu rõ rồi, trong tâm khai giải rồi, chúng ta sở dĩ không chịu xả vì e sợ sinh hoạt của mình có khó khăn. Thí dụ nói tài phú sau khi xả bỏ rồi thì ngày tháng của tôi cũng sẽ rất khổ sở. Cái này là do tự mình chúng ta đang tạo vọng tưởng, nghĩ sai rồi, chẳng phải là chân tướng của sự thật. Cái tiền tài đó càng xả thì cuộc sống của anh sẽ càng tự tại, càng phong phú, hoàn toàn cùng với sự tưởng tượng của chúng ta tương phản. Chúng ta không rõ đạo lý, không biết được chân tướng của sự thật, cho nên trong lòng mới có khang tham. Tham là tham cọc, khang là không xả được, nên mới có nhiều bệnh như vậy. Cho nên xả tài thì tiền tài của anh quyết định không thiếu thốn. Anh bố thí pháp nhất định được thông minh trí tuệ. Anh có thể giúp đỡ tất cả những người chịu khổ, chịu nạn, giúp những chúng sanh này thì anh nhất định sẽ khỏe mạnh trường thọ. Nhân duyên quả báo, tơ hào chẳng sai. Bồ Tát tu bố thí, đem bố thí liệt vào trong đệ nhất cương lĩnh tu hành, cho thấy nó quan trọng vô cùng. Phía dưới là chữ giới. Giới là trì giới. Sáu đại cương lĩnh của Bồ Tát hạnh, phạm vi của việc trì giới này vô cùng rộng lớn, là nghĩa rộng, chẳng phải nghĩa hẹp. Nói nghĩa rộng là sao? Tức là thủ pháp. Tất cả những lời giáo huấn của Phật đối với chúng ta phải tuân thủ. Không chỉ là nói ngũ giới, thập giới, tỳ kheo giới, Bồ Tát giới, các giới điều này, không chỉ là những giới này, phạm vi đó quá nhỏ hẹp. Tất cả những điều dạy bảo, chúng ta đều phải tuân thủ.
Ngoài việc này ra, chúng ta ngày nay sống tại thế gian, chúng ta không thể rời khỏi xã hội, không thể rời khỏi quần chúng. Chúng ta phải sống chung với xã hội đại chúng. Để duy trì xã hội, quốc gia có hiến pháp, địa phương có luật pháp quy chương. Những phong tục tập quán thông thường không có văn tự ghi chép, như phong tục tập quán, quan niệm đạo đức, chúng ta đều có nghĩa vụ phải tuân thủ mới có thể duy trì sự an định, phồn vinh của xã hội. Điều này là trong trì giới. Điều thứ ba, phải nhẫn nhục. Nhẫn nhục tất cả sự việc, chúng ta phải có lòng nhẫn nại, phải nhẫn nại. Sự sự đối người tiếp vật đều phải nhẫn nại. Còn tu học thì sao? Càng phải nhẫn nại được. Phật trong Kinh Kim Cang nói với chúng ta: nhất thiết pháp đắc thành ư nhẫn. Câu nói này đích thật là chân lý. Bất luận là Phật pháp, thế pháp, chúng ta đều phải có cái tâm nhẫn nại. Duy chỉ có tâm nhẫn nại mới có thể đạt đến thành tựu viên mãn. Phía dưới là tinh tiến. Tôi thiết nghĩ câu này, người hiện đại có cảm xúc rất sâu. Thời đại này đang tiến bộ không ngừng, đặc biệt là khoa học ngày càng mới lạ. Đều đang cầu tiến bộ. Tiến tức là tiến bộ. Tuy nhiên Phật dạy cho chúng ta phải tinh tiến. Tinh là thuần mà không tạp. Chẳng phải tạp tiếng, chẳng phải loạn tiếng, là tinh tiếng. Điều này dùng cho pháp thế gian cũng vô cùng chính xác. Chúng ta học ở trường, khoa hệ mà ta học một môn tinh tiếng, anh sẽ rất dễ thành tựu. Bước vào xã hội, làm bất cứ một ngành nghề nào, anh tinh tiến trong ngành nghề của mình, anh cũng sẽ rất dễ thành tựu. Cùng một đạo lý, học Phật Pháp cũng không ngoại lệ. Trong Phật Pháp, pháp môn vô lượng. Vô lượng pháp môn này, Phật chẳng phải buộc chúng ta môn nào cũng phải học. Không phải như vậy. Là muốn chúng ta một môn thâm nhập, chẳng phải bảo chúng ta môn môn đều phải học. Duy chỉ có một môn mới vào được, cho nên phải tinh tiến. Hai môn, ba môn sẽ không vào được. Giống như giảng đường của chúng ta đây, anh xem ba mặt đều có rất nhiều cửa. Anh muốn vào, chỉ có thể đi một cửa mà vào. Anh muốn cùng một lúc đi hai cửa, ba cửa để vào. Anh cứ thử xem anh vào được hay không vào được. Thế nhưng trong tứ hoàng thệ nguyện rõ ràng lại nói, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, như vậy nghĩa là sao? Quý vị phải biết, đó là sau khi đã vào cửa rồi, anh có thể thông đạt tất cả pháp môn để giúp đỡ tất cả mọi người. Anh xem xét họ thuộc vào căn cơ gì,
thì anh chỉ họ đi từ cửa đó mà vào, cho nên cửa nào anh cũng phải biết. Còn khi tự mình nhập môn là chỉ một cửa thôi. Một môn vào được rồi thì môn môn đều thông đạt hết. Trong Phật môn chúng ta thường nói giảng kinh là một bộ kinh thông thì tất cả kinh đều thông, là đạo lý như vậy. Vì nói một cách khác, chúng ta muốn tất cả kinh đều thông, làm cách nào để thông đây? Một bộ kinh thông rồi thì tất cả kinh đều thông. Phải biết đạo lý này. Nếu anh quả nhiên hiểu rõ như vậy rồi thì học Phật sẽ không khó. Không hiểu rõ đó mới thật là khó. Cho nên anh phải thật thông một bộ kinh. Rốt cuộc phải thông đến đâu mới gọi là thông? Phải thông đến tự tánh, đó mới là thông. Nhà thiền nói minh tâm kiến tánh, kiến tánh thì là thông. Giáo hạ nói đại khai viên giải. Sự đại khai viên giải này cùng với minh tâm kiến tánh của thiền tông là đồng một cảnh giới, là một sự việc, chỉ là cách nói có khác. Vậy thì là thông. Còn tịnh độ tông chúng ta thì sao? Gọi là nhất tâm bất loạn. Cho nên chỉ cần anh đạt được đến chỗ nhất tâm bất loạn, vậy là anh đã thông rồi. Cho nên nhất tâm bất loạn, đại khai viên giải, minh tâm kiến tánh, danh từ tuy khác, sự thật chỉ là một việc, cùng là một cảnh giới. Vì sao đến cảnh giới này thì tất cả đều thông? Bởi vì Phật nói với chúng ta, đương nhiên đó là sự thật. Thế suốt thế gian, tất cả các pháp đều là từ tự tánh lưu xuất ra. Đã kiến tánh rồi, vì còn một pháp nào mà lại chẳng thông? Đương nhiên là thông đạt, đương nhiên hiểu rõ. Thế suốt thế gian, tất cả đều có thể thông đạt hiểu rõ. Đây là điều mà người học Phật không thể không biết. Khi anh thật sự hiểu rõ, anh mới một lòng một dạ một môn thâm nhập. Vì thì trong tịnh tông của chúng ta niệm Phật, chúng ta tu hành, mục đích của chúng ta tức là cầu niệm Phật tam muội. Niệm Phật tam muội thành tựu rồi, đó là điều mà chúng ta đã nói ở phía trước. Trí tuệ quảng đại thâm như hải, nội tâm thanh tịnh tuyệt trần lao, cảnh giới này lập tức sẽ hiện tiền. Cho nên phải tinh tiến. Tối kỵ nhất là tạp tiến, loạn tiến. Đó thì rất khó thành tựu. Bởi thế học điều gì không thể học tạp nhạp. Trong Tây Phương Sát Chỉ, Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát nói với chúng ta, niệm Phật tối kỵ là sen tạp. Sen tạp thì rất khó thành tựu. Chẳng những không thể sen tạp pháp thế gian, Phật pháp cũng không thể sen tạp. Thí như nói chúng ta niệm Phật cầu sanh tịnh độ, công khóa của chúng ta mỗi ngày chỉ niệm kinh Vô Lượng Thọ hoặc giả niệm kinh A Di Đà, đây tức là chuyên. Ngoài kinh A Di Đà ra, ta còn phải niệm kinh Kim Cang, còn phải niệm Phổ Môn, còn phải niệm kinh Dược Sư, rồi lại phải lạy Đại Bi Sám, đây gọi là sen tạp. Vậy cái tiếng này là loạn tiếng, quá nhiều thì loạn tiếng, hỗn loạn tạp nhạp là tạp tiếng.
việc này rất khó mà thu được hiệu quả, cho nên phải biết chuyên. Với những người thích bái sám, chư Phật Bồ Tát quả có phương tiện, có tịnh độ sám. Nói tóm lại, đều không xả bỏ pháp môn này, như thế là đúng. Như cư sĩ Hạ Liên Cư biên soạn quyển Tịnh Tu Tạp Yếu, đây là sám pháp đơn giản nhất. Nếu vẫn còn che chưa đủ, Ngài soạn riêng một bộ Bảo Vương Tam Muội Sám. Điều này là được, điều thuộc về tịnh tông. Cái này dùng cho những người thích bái sám. Kỳ thật, bất luận là bái sám gì đều không tốt bằng bái A-di-đà Phật. Đây mới gọi là tinh chuyên, thật sự tinh tiến. Sau khi tinh tiến, tất có định, chúng ta thường gọi là thiền định. Thiền định là cách gọi chung, tuyệt đối không phải chỉ cho việc ngồi thiền trong thiền tông tu thiền, đó gọi là thiền định. Thiền định trong lục độ là tâm có chủ tể, không thể bị ngoại cảnh bên ngoài cám dỗ. Đây gọi là định. Chúng ta cử một thí dụ. Trong thế gian Pháp hiện nay, ở nơi chợ búa, bất luận là sản phẩm gì đều là rất mới lạ. Anh xem rồi không động tâm, đây là anh có định, đã được định rồi, không thể bị cám dỗ. Trong việc tu hành, rất nhiều pháp môn, rất nhiều phương thức, anh nghe qua rồi, anh nhìn thấy rồi, tôi vẫn là chỉ niệm A-di-đà Phật của tôi, cũng không bị nó lay động. Không thể vừa nhìn thấy, ôi chào, có một vị thiền sư mới tới, chúng ta đi học ngồi thiền, đằng kia có một vị thượng sư mật tông đến, tôi phải theo học niệm chú, như thế thì đã sai. Cái này tức là anh không có định, cái tâm của anh duyên theo cảnh giới mà chuyển, anh không làm được chủ tể. Cho nên cái định này là trong tâm có chủ tể, không thể bị ngoại cảnh lay chuyển. Đây gọi là thiền định. Cho đến sinh hoạt hàng ngày của chúng ta tự có quy luật của mình, cũng không bị hoàn cảnh chuyển biến. Những thế này đều gọi là định. Tuệ, đơn giản mà nói là có khả năng phân biệt chân giả. Hiện nay thế gian này đồ giả nhiều lắm, phải có khả năng phân biệt. Ngay cả đến Phật Pháp cũng có giả, có chân có giả, có tà có chánh, có thị có phi, có lợi có hại. Anh có khả năng phân biệt, đây là trí tuệ. Giờ đây có thể biết, trong Bồ Tát hành môn, sáu thứ cương lĩnh này hoàn toàn là dạy cho chúng ta trong sinh hoạt hàng ngày. Sinh hoạt của chúng ta cho đến tiêu chuẩn đối với người tiếp Phật xử sự, chúng ta phải phù hợp với tiêu chuẩn này, gọi là sáu ba la mật. Ba la là tiếng Phạn, ý nghĩa là viên mãn, công đức viên mãn.
Điện. Chúng ta hết lòng tu học, anh nhất định đạt được nguyện vọng sở cầu. Về việc tu học của chính anh, Phật thị môn trung hữu cầu tất ứng. Vị độ hữu tình lĩnh đắc độ, dĩ độ trì giả sử thành Phật. Giả lĩnh cúng dường hằng sa thánh, bất như kiên dũng cầu chánh giác. Trong bài thứ bảy này, đặc biệt là hai câu sau cùng vô cùng quan trọng, cho chúng ta sự khải thị rất lớn. Đều là yêu cầu chúng ta phải học tập ngay trong sinh hoạt của mình. Người chưa được độ, đang quay vần ở bốn phía chúng ta. Bà con quyến thuộc trong nhà, hàng xóm đồng hương, bạn bè, bạn học, người đồng sự của chúng ta, rất nhiều người chưa được tiếp xúc với Phật Pháp, chưa được độ. Chúng ta làm quen với họ, quen biết tức là duyên phần. Tôi học Phật rồi, tôi biết được cái hay của Phật Pháp, tôi phải đem Phật Pháp giới thiệu cho họ. Đây là gì? Đây là trách nhiệm của chúng ta, là nghĩa vụ của chúng ta. Tôi quen thân với họ, phải đem Phật Pháp giới thiệu cho họ. Đây tức là người chưa được độ nên cần độ họ. Còn những người chúng ta chưa quen biết, người xa lạ, mặc dù là không quen, xa lạ, chúng ta cũng có cái tâm độ họ. Tâm nguyện này không thể không có, cũng phải có một số phương tiện thiện xảo. Thí dụ, chúng ta là người học Phật, bất luận đi đến chỗ nào, quyển sách nhỏ về Phật Pháp bên mình nên mang theo vài quyển. Vì sao vậy? Biết đâu gặp được người quen thì có thể tặng họ một quyển. Nếu như không có những sách này, chúng ta in rất nhiều danh thiếp, như vậy sẽ dễ dàng mang theo. Thường giữ tâm này, thường thường có ý niệm này, đem Phật Pháp đi khắp nơi truyền cho mọi người. Tôi mỗi một lần đi máy bay, ngay ở chỗ ngồi của tôi, có cái túi ở phía trước mặt đều bỏ vài quyển kinh. Khi chúng ta xuống máy bay, quyển kinh đó vẫn để nơi đó cho người phía sau xem. Chúng tôi có ý niệm như vậy. Chúng tôi in rất nhiều, tùy ý mọi người lấy hết chúng tôi lại in tiếp. Phải có cái tâm như vậy, thường xuyên mang cái tâm này để giúp đỡ cho mọi người. Người xa lạ chúng ta vẫn còn phải giúp, huống hồ là người quen biết. Dĩ độ chi giả, nghĩa là người đã học Phật, đối với Phật Pháp có tín ngưỡng rất sâu. Những người này nên khuyên họ niệm Phật vãng sanh, khiến cho họ thành Phật. Chúng ta biết được trong tất cả các pháp môn, ngay trong một kiếp hôm nay quyết định có thể thành Phật, chỉ có niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Cho nên chúng ta phải đem pháp môn này giới thiệu cho những người đã học Phật rồi. Họ không thể tiếp nhận, đó là do họ có chướng ngại. Nếu có chướng ngại, chúng ta phải có tâm nhẫn nại, từ từ chờ đợi,
Khi nghiệp chướng của họ tiêu trừ rồi thì họ sẽ hồi đầu. Cho nên phải có tâm nhẫn nại và phải có thể giúp đỡ họ một cách hoàn hỷ. Hai câu dưới đây quá hay. Giả lệnh cúng dường hằng sa thánh. Đây là nói về biệt hạnh của chúng ta. Tu học những pháp môn khác, ý nghĩa là ở chỗ này. Thánh là thánh nhân, hằng sa là con số, chư Phật Bồ Tát là hạng nhiều như số cát của sông Hằng. Anh cúng dường được nhiều như vậy, phước báo của anh đương nhiên rất lớn rất lớn. Phước báo lớn không thể liễu sanh tử. Điều này quý vị phải biết. Thiền Tông Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư, anh xem trong Bảo Đàn Kinh có nói, phước báo chẳng thể cứu. Chữ cứu là nói cái sanh tử luân hồi này vậy. Phước báo dù có lớn hơn nữa cũng chẳng cứu được. Câu này là nói về tu phước. Bất như kiên dũng cầu chánh giác. Kiên lòng tin, kiên cố vững chắc. Chí nguyện kiên cố vững chắc, dũng mãnh tinh tấn. Dũng mãnh tinh tấn để cầu vãng sanh. Chánh giác ở đây là thành Phật. Vì chỉ có vãng sanh bất thối mới có thể thành Phật. Đây là chúng ta ngay trong một đời y theo pháp môn này quyết định có thể thành tựu. Cũng tức là bảo nguyện làm cho tất cả chúng sanh lão thật niệm Phật. Chữ chánh giác ở đây chúng ta có thể trực tiếp nói là vãng sanh. Nguyện đương an trụ tam ma địa, hằng phóng quang minh chiếu nhất thiết. Cầu thành Phật nhất định phải nhiếp Phật tịnh độ. Như vậy thì mấy câu này là Pháp Tạng Tỳ Kheo hướng về thầy của ngài đề ra báo cáo về tâm đắc của ngài. Đây đều là thuộc về tâm đắc của sự tu học của chính ngài, thành tích của ngài, thành tựu của ngài, cũng là trung tâm của 48 nguyện về sau. Hằng phóng quang minh chiếu nhất thiết, tích mà thường chiếu, trí tuệ quang minh, nguyện lực không bỏ tất cả chúng sanh. Đức Di Đà đáng được người tán thán, đáng được người bội phục. Trình nhân địa khi vừa phát tâm, cái tâm đó thù thắng ngay. Quả thật không ai có thể sánh bằng. Ngài chẳng có một ý niệm tự tư tự lợi, chẳng có. Niệm niệm đều vì tất cả chúng sanh. Niệm niệm hy vọng tất cả chúng sanh được thành tựu viên mãn rốt ráo.
Hôm nay ngài đã nhân viên quá mãn, cho nên cảm được mười phương chư Phật Như Lai đều tán thán. Vì sao thế? Tâm nguyện ở nhân địa của chư Phật Như Lai chẳng sánh bằng Đức A Di Đà Phật. Điều này chúng ta trong phần kinh văn này hoàn toàn đều có thể thấy được. Cảm đắc quảng đại thanh tịnh cư, thù thắng trang nghiêm vô đẳng luân. Hai câu này giới thiệu Tây phương cực lạc thế giới. Đây là cái thế giới cực lạc do nguyện lực của Đức Di Đà hiện thành, thù thắng trang nghiêm vô đẳng luân. Đây là nói sơ lược về trạng huống thù thắng. Luân hồi chư thú chúng sanh loại, tốc sanh ngã sắc thọ an lạc. Điều này thật là phi thường. Luân hồi, lúc nãy đã nói, ác thú, chúng sanh trong lục đạo luân hồi, chư thú, thì bao gồm cả A Tỳ địa ngục. Những chúng sanh này, nguyện vọng của Pháp Tạng Tỳ Kheo là mong họ nhanh chóng vãng sanh cực lạc thế giới, đến sát độ đó của ngài hưởng thọ an lạc. Đó là nơi thật sự an lạc, chân thật an lạc. Quay đầu nhìn lại thế giới của chúng ta, thật đúng như lời Phật nói trong kinh Bát Đại Nhân Giác là quốc độ nguy thủy. Chẳng có thể gọi là an cư lạc nghiệp. An cư lạc nghiệp là huyễn tưởng của chúng ta, chẳng phải là sự thật. Trong những danh từ này đều có quan hệ nhân quả. Lạc là quả, an là nhân. Nếu như thân tâm chẳng an thì lạc làm sao có? Vậy làm thế nào mới được an? Bình thì là an, bình an mà. Tâm bình thì tự nhiên an, bất bình thì lấy đâu có an? Chẳng có an thì quyết định chẳng có lạc. Vậy làm sao để được bình, hòa bình? Hòa rất quan trọng, cho nên Phật dạy chúng ta phải tu lục hòa kính. Hòa thì tâm sẽ bình, bình thì được an, an thì được lạc. Nó là nhân quả hỗ tương, cho nên lục hòa kính này vô cùng quan trọng. Lục hòa kính là cái nhân chân thật của sự an lạc. Đây là nói rõ sau khi Đức Di Đà thành Phật,
đích thật là thù thắng siêu tuyệt. Thường vẫn từ tâm bạc hữu tình, đây là đại từ đại bi. Thường là không gián đoạn, là trên mặt thời gian mà nói. Phật lấy tâm đại từ đại bi để giúp đỡ những chúng sanh hữu tình này, độ tận vô biên khổ chúng sanh. Còn chữ vô biên này là nói về mặt không gian, chứ thường là nói về thời gian. Nói một cách khác, bi nguyện, bi tâm của Ngài là tận hư không, biến pháp giới. Phạm vi này quảng đại không chỉ sánh bằng, chẳng phải chỉ một khu vực, một quốc gia, một thế giới, mà là tận hư không biến pháp giới, tất cả những chúng sanh khổ nạn, Ngài đều niệm niệm không quên. Tâm lượng này thật lớn biết là bao. Cũng giống như Địa Tạng Vương Bồ Tát, chúng sanh không thể độ hết, thề không thành Phật. Chúng ta ở chỗ này thấy được sự vĩ đại của Đức A Di Đà Phật. Cũng tức là nói, nhất định phải giúp đỡ những chúng sanh khổ não này, giúp họ ngay trong một đời này thành Phật. Đây là bổn nguyện của Đức Di Đà. Thực tại mà nói, đó cũng là nguyện vọng chung của tất cả chư Phật. Đức A Di Đà Phật, Ngài đã làm được, chư Phật Như Lai vẫn chưa làm được. Vì sao Ngài làm được? Ngài dùng phương pháp xảo diệu nhất, dễ dàng nhất, dùng 6 chữ hồng danh. Cho nên tất cả chư Phật Như Lai đều tán thán A Di Đà Phật. Đều hộ niệm A Di Đà Phật là nguyện vọng chung của các ngài. Ngài đã thực hiện được, anh bảo có một vị Phật nào mà chẳng hoan hỷ chứ? Cho nên tất cả chư Phật độ chúng sanh thành Phật đạo, độ bằng cách nào? Đều là đem tất cả chúng sanh này giới thiệu đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, đều trao tặng cho A Di Đà Phật. Cũng giống như bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta, Ngài thành tựu cho chúng ta bằng cách nào? Khuyên chúng ta niệm Phật vãng sanh Cực Lạc thế giới. Tất cả chư Phật của thập phương thế giới đều như Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, đều khuyên mọi người vãng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, đến nơi đó để tiếp nhận sự giáo hóa của Phật A Di Đà, ngay trong một đời bất thối thành Phật. Con đường tắt để thành Phật này, chẳng có con đường nào nhanh chóng bằng. Đến chỗ này là Ngài Pháp Tạng đã đem nguyện vọng sự thành tựu trong việc tu học báo cáo ra rồi. Bài sau cùng là thỉnh Phật làm chứng minh. Ngã hành quyết định kiên cố lực, duy Phật thánh trí năng chứng tri.
Hoàng Thế của Bồ Tát. Chỉ có Phật mới có thể chứng minh cho các ngài. Tùng sử thân chỉ chư khổ trung, như thị nguyện tâm vĩnh bất thối. Hai câu này chúng ta cần phải học tập. Bồ Tát tự hành hóa tha, trong đời quá khứ của chính mình, nghiệp chướng tập khí từ vô lượng kiếp đến nay, tuy có hoằng nguyện tiêu trừ, tuy có chư Phật gia trì, thế nhưng vẫn không tránh khỏi một số chướng nạn. Chúng ta từ lúc Đức Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật chúng ta từ trong truyện ký thấy được, trong kinh điển thấy được, ngài thành Phật cũng chịu nhiều thử thách và thất bại. Giáo hóa chúng sanh, trong số học trò đồ đệ của ngài cũng có hạng chẳng vâng lời, cũng có thứ nghịch ngợm phá phách. Sáu nhóm tỳ kheo này hàng ngày đều mang đến phiền phức cho Phật. Còn tại Trung Quốc, Thiền Tông Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư sau khi đắc pháp tại Hoàng Mai, có nhiều người chẳng phục, muốn tìm ngài để thanh toán, thậm chí muốn mưu hại ngài, khiến ngài phải chạy vào trong đội thợ săn để tị nạn. Ngài trốn hết 15 năm mới ra. Đây đều là Phật Bồ Tát làm cái gương cho chúng ta xem. Chúng ta tự mình sống trong thời đại này, cho dù là thành tâm, thành ý, nhiệt tâm để hoằng pháp lợi sanh, song chướng nạn quyết định chẳng thể tránh miễn được. Khi gặp những thất bại thử thách này, phải có tâm nhẫn nại, phải nghĩ đến những lời giáo huấn của Pháp Tạng Tỳ Kheo: tùng sử thân chỉ chư khổ trung, như thị nguyện tâm vĩnh bất thối. Nguyện và hành tương hợp nhau đấy. Thì chúng ta mới có thể thành tựu. Có nguyện, có hành. Nếu như có nguyện chẳng có hành, thì nguyện này là giả. Điều này chúng ta phải biết. Chính chúng ta, rất nhiều người có nguyện nhưng chẳng làm nổi. Ngày ngày đều ở trước Phật Bồ Tát phát nguyện, như một lần cũng chưa từng làm, thì nguyện này gọi là không nguyện. Điều này chẳng thể được. Vậy thì có hành mà chẳng có nguyện thì sao? Cũng chẳng được. Vì sao vậy? Vì họ chẳng có mục tiêu, chẳng có phương hướng, thì giống như người đi đường, chịu đi thì là đi, chẳng biết đi đâu, chẳng biết phải đi đến chỗ nào, cách này cũng chẳng thể thành tựu. Cho nên nhất định phải hành và nguyện tương hợp mới có thể thành tựu, cầu sanh tịnh độ. Chúng ta mỗi vị đồng tu đều phát tâm cầu sanh tịnh độ, thì nhất định phải có đại nguyện, phải cầu thường thường phẩm vãng sanh. Đừng học theo cách nói là tôi vãng sanh hạ phẩm là được rồi. Người xưa thường nói,
cầu thượng thượng phẩm, nếu như chẳng được, vẫn còn có thể có được trung phẩm vãng sanh. Nếu như anh đem mục tiêu đặt vào hạ phẩm, về cơ hội chẳng được vãng sanh sẽ rất nhiều. Chỗ gọi là thủ pháp hồ thượng thì chỉ được hồ trung, nếu thủ pháp hồ hạ thì sẽ chẳng đạt được mục tiêu. Cho nên nguyện vọng chúng ta là phải thượng thượng phẩm, cố gắng tiến lên thượng du. Đây là chính xác. Đương nhiên, đối với phẩm vị, đừng đi so đo, đừng đi chấp trước. Ta nhất định nỗ lực, ta nhất định hướng thượng. Như vậy là chính xác. Vậy muốn phẩm vị tăng cao, nhất định phải y chiếu lời giáo huấn của Tịnh Độ Tam Kinh. Phải đem Tam Kinh là Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ và A Di Đà, ba bộ kinh này phải học cho thuộc, thuộc lâu lâu, phải thông hiểu rõ ràng. Không những phải thuộc, còn phải liễu giải, phải hiểu rõ. Đem những lời giáo huấn trong kinh chỗ nói biến thành tư tưởng của chính mình, biến thành nguyện vọng của chính mình, biến thành hành vi của chính mình. Như vậy thì trong sinh hoạt thường ngày, xử sự đối người tiếp vật đều được tương ưng. Cùng với lời giáo huấn trong kinh điển đều chẳng trái ngược. Đây không những cùng với Di Đà, Thích Ca, cho đến mười phương chư Phật đồng tâm, đồng nguyện, đồng giải, đồng hành. Cái duyên này thì là thù thắng không chi sánh bằng. Khi vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới thì phẩm vị đương nhiên cao. Đây là đạo lý nhất định vậy. Cho nên chúng ta phải ghi nhớ như thị nguyện tâm vĩnh bất thối. Lại xem tiếp phẩm dưới. Chí tâm tinh tấn để ngủ. Phẩm này muốn giới thiệu giải môn của giải hành hai môn. Chí tâm tinh tấn, các thứ tâm hành chí thành vô thượng. Trong phẩm này, những gì chúng ta sẽ học tập thì rất nhiều, rất nhiều. Người xưa thường nói, nhập đạo yếu môn, phát tâm là hàng đầu. Cho nên phát Bồ Đề tâm vô cùng quan trọng. Tu hành tất phải lập nguyện trước tiên. Chúng ta muốn tu hành, trước tiên phải có nguyện. Nếu chẳng có nguyện, thì sự hành này chẳng có phương hướng, chẳng có mục tiêu. Hành sẽ chẳng đạt mục tiêu. Chúng ta xem phần kinh văn. Pháp tàng tỳ kheo, thuyết thử kệ dĩ, nhi bạch Phật ngôn. Ngã kim vi Bồ Tát đạo, dĩ phát vô thượng chánh giác chi tâm. Thủ nguyện tác Phật, phát tất lệnh như Phật, nguyện Phật vi ngã giảng thuyết kinh pháp, ngã đường phụng trì như pháp tu hành.
Đây là nói rõ Ngài đã thật sự phát nguyện, đích thật phù hợp với lời dạy bảo của Đức. Ngài nói với thầy của Ngài rằng: ngã kim vi Bồ Tát Đạo. Đây chẳng phải vì mình. Bồ Tát là lấy việc độ chúng sanh. Làm mục tiêu. Cho nên chúng ta cũng phải nên thường thường phản tỉnh. Trong một đời này của chúng ta, rốt cuộc là vì cái gì? Pháp Tạng sau khi đã giác ngộ, Ngài là vì Đạo Bồ Tát. Còn chúng ta là vì cái gì? Nếu chẳng phải vì Bồ Tát Đạo, xin thưa quý vị, thì là vì lục đạo luân hồi. Đây đều là sự thật chân chánh. Những gì chúng ta nghĩ, chúng ta làm hoàn toàn là tạo cái nghiệp lục đạo luân hồi, thì làm sao có thể thoát ly khổ hải chứ? Cho nên ở chỗ này, chúng ta thì có cảnh giác rồi, nhìn xem người ta. Người ta làm quốc vương, họ làm đó là nghiệp luân hồi. Xả bỏ ngôi vua không cần nữa, để xuất gia tu đạo vì Đạo Bồ Tát, thì đã siêu việt luân hồi. Cho nên họ sống có mục tiêu, tu học có phương hướng. Ta đã phát cái tâm vô thượng chánh giác. Đây tức là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như Thiện Tài đồng tử đi tham phỏng Thiện Tri Thức, vừa mở miệng là nói: tôi đã phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Cùng với ý nghĩa câu nói này hoàn toàn giống nhau. Vô thượng chánh giác nói ở chỗ này tức là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Thủ nguyện tác Phật. Học Phật rồi, anh xem mục tiêu phương hướng của người ta chính xác. Ta học Phật để làm gì? Học Phật tức là phải làm Phật. Vì thế chúng ta thử nghĩ, chúng ta ngày nay học Phật, chúng ta cầu cái gì? Cầu Phật Bồ Tát bảo hộ chúng ta thăng quan phát tài. Cầu thân thể ta mạnh khỏe, người nhà bình yên vui vẻ. Là cầu những thứ này, có phải tệ hại hay không? Chỗ cầu đó vẫn là lục đạo luân hồi. Khẩu khí của người ta khác hẳn. Họ là đến để làm Phật, cho nên thì họ thành Phật. Còn trong tâm chúng ta chẳng có cái niệm này, cho nên đời đời kiếp kiếp đều chẳng làm được Phật. Nguyên nhân là ở chỗ này, chúng ta không thể không biết. Ngày nay chúng ta muốn học Phật, chúng ta hiểu rõ rồi, chúng ta nhất định phải phát nguyện làm Phật, cùng Phật A-di-đà như nhau. Chẳng những tương lai đến Tây Phương Cực Lạc thế giới cùng Phật A-di-đà như nhau, mà ngay bây giờ tâm hành của chúng ta cũng phải cùng Phật A-di-đà như nhau. Tư tưởng hành vi của Phật A-di-đà là ngay trong Nguyễn Kinh này. Chúng ta ngày ngày tụng Kinh này, hy vọng đem chỗ nói trong Kinh điển đều biến thành tâm nguyện hành vi của chính mình.
Đây gọi là học Phật đấy. Bởi vì Ngài muốn làm Phật nên mới yêu cầu Thầy dạy cho Ngài phương pháp để làm Phật. Nguyện Phật vi ngã, quảng tuyên kinh Pháp. Đây là cầu Pháp đấy. Cầu cái phương pháp. Quảng tuyên kinh Pháp, pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Ngã đường phụng trì như pháp tu hành. Hai câu này vô cùng quan trọng. Đây là thái độ thỉnh pháp của kẻ làm học trò. Nếu như chẳng có thái độ này, Thầy đã giảng cho anh rồi, giảng rồi vẫn như cơn gió qua tai. Giảng cho anh rồi vẫn chẳng làm được. Vậy giảng chẳng phải là luống công hay sao? Vậy thì Thầy sẽ chẳng giảng với anh. Còn Ngài là thật, Ngài phụng trì như pháp tu hành. Nói một cách khác, Ngài thật sự đi thực hành. Thầy dạy Ngài thế nào thì Ngài làm thế đó. Một trăm phần trăm lão lão thật thật để đi làm. Đây đích thật là một học trò giỏi. Một vị thầy gặp được học trò như vậy thì nhất định rất thật lòng, rất dụng tâm để chỉ dạy. Đây là thái độ của kẻ làm học trò. Bác chư cần khổ, sanh tử căn bản. Mục tiêu thứ nhất của việc tu hành là phải thành tựu đức hạnh của chính mình. Muốn thành tựu đức hạnh của chính mình thì phải đem phiền não, tập khí của chính mình đoạn dứt. Những phiền não tập khí này tức là cái gốc sanh tử trong vô thủy kiếp, họ phải nhổ trừ ngay cả cái gốc bướng luôn. Cái gốc đó tức là tham sân si, tam độc phiền não. Đây là cái gốc đấy. Thật sự đem cái gốc này nhổ đi, đây mới là chân tu. Đây mới là sự giác ngộ chân chánh. Anh xem chúng ta từ nơi trong thiền tông ngữ luật thường thường thấy tán thán cách tu hành này là từ căn bản tu. Cái gì là căn bản? Tham sân si là căn bản. Phải đem những thứ này tẩy trừ hết. Thật sự để tâm để nhổ trừ tham sân si thì con người này là thật sự giác ngộ, thật sự đang tu hành. Tốc thành vô thường, chánh đẳng chánh giác. Đây là một câu cầu chứng quả. Thành Phật đạo vô thượng là trong tứ hoàng thệ nguyện. Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Dục linh ngã tác Phật thời, trí tuệ quang minh, sở cư quốc độ, giáo thọ danh tự, giai văn thập phương. Cái nguyện này rất đặc biệt. Các chư Phật khác chẳng có phát qua cái nguyện này. Pháp Tạng thì phát cái nguyện như vậy. Khi Ngài thành Phật, trí tuệ ánh sáng của Ngài quốc độ chỗ cư trú là cực lạc thế giới. Giáo thọ danh tự, trong đây có người có pháp.
Người là A Di Đà Phật, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, chúng ta gọi là Tây Phương Tam Thánh. Còn pháp là sáu chữ hồng danh, hoặc giả gọi là Tịnh Độ Tam Kinh. Danh hiệu công đức, đây là phương pháp. Giai văn thập phương, chẳng phải một thế giới, hai thế giới, mười thế giới, trăm thế giới, chẳng phải vậy. Tận hư không biển pháp giới, chẳng có một nơi nào mà chẳng biết có Phật A Di Đà. Chẳng có một địa phương nào mà chẳng biết có Cực Lạc thế giới. Chúng ta chẳng thể nói đây là Tây Phương. Từ chỗ này của chúng ta mà nói là Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nếu như từ Cực Lạc thế giới mà nói là Tây Phương thì sao? Thì người bên đó gọi là Đông Phương Cực Lạc thế giới, có phải không? Cho nên nói chẳng thể gọi đây là Tây Phương. Tây Phương là chúng ta gọi. Trong bốn góc, khi đứng nơi một góc mà gọi thì là hướng đó không như nhau. Cho nên nói họ đều biết Cực Lạc thế giới của Phật A Di Đà. Tất cả chư Phật Như Lai đều giảng Di Đà Tam Kinh. Cho nên danh hiệu của Tam Kinh, khắp cả mười phương đều nghe thấy. Lúc ban sơ Phật A Di Đà đã có cái nguyện này, ngày nay đã thành Phật. Quả nhiên đã hiện thực rồi. Điều này là các chư Phật khác lúc còn trong nhân địa chẳng có phát cái nguyện này. Các vị đồng tu thử nghĩ xem, quý vị đã từng phát cái đại nguyện này chưa? Chúng ta chưa từng phát qua cái nguyện này, niệm cũng chẳng có động qua. Vậy thì quý vị tương lai thành Phật, sánh chẳng bằng Phật A Di Đà. Ngài thật là phi thường, thật là thù thắng. Chư thiên nhân dân cập quyên nhuyễn loại. Câu này là nói về mười phương thế giới, lục đạo chúng sanh, hầu như thế giới của mỗi một vị Phật đều có lục đạo. Giống như thế giới Ta Bà này của Thích Ca Mâu Ni Phật đều có lục đạo. Lục đạo chúng sanh khổ đấy. Lai sanh ngã quốc tất tác Bồ Tát. Hai câu này vô cùng quan trọng. Tại sao pháp môn này thù thắng? Tại sao pháp môn này tất cả chư Phật đều tán thán? Thật sự là phi thường. Trong lục đạo, những loại nhuyễn động là chỉ cho tam ác đạo, súc sanh, ác quỷ, địa ngục. Khi sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, tất cả đều là Bồ Tát. Nơi Tây Phương Cực Lạc thế giới chẳng có lục đạo, người trời đều chẳng có, cũng chẳng có thanh văn duyên giác, toàn là Bồ Tát. Sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới tức là Bồ Tát. Vả lại chẳng phải Bồ Tát hạng thường, phía trước đã giới thiệu với quý vị rồi, đều là Phổ Hiền Bồ Tát. Bởi vì sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, tất cả đều tuân tu cái đức của Phổ Hiền Đại Sĩ. Tất cả là tu mười đại nguyện vương, tất cả là Phổ Hiền Bồ Tát. Phổ Hiền Bồ Tát trong tất cả Bồ Tát, Ngài là thù thắng nhất. Phật trong Kinh Hoa Nghiêm có nói, Bồ Tát mà chúng tu hạnh Phổ Hiền thì chẳng thể viên thành Phật Đạo. Nơi Tây Phương Cực Lạc thế giới, người người đều tu hạnh Phổ Hiền, cho nên trong một đời thì viên mãn thành Phật. Đây tức là chúng ta vì sao trong vô lượng pháp môn lại chọn lấy pháp môn tịnh độ.
Tức là hai câu này. Trong các pháp môn khác chẳng có, trong các kinh điển khác cũng chẳng có. Đây là lợi ích chân thật. Xin tiếp tục xem hai câu phía dưới, càng bất khả tư nghị. Ngã lập thị nguyện, đồ thắng vô số chư Phật quốc giả. Điều này đích thật là hy hữu. Trước kia tôi học kinh, khi tôi mới xem quyển Lục Tổ Đàn Kinh, tôi đối với Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư rất bội phục. Tâm lượng của Ngài quả thật là phi phạm. Ngài đến Hoàng Mai để lễ bái Ngũ Tổ. Ngũ Tổ hỏi Ngài: ông đến đây làm gì? Ngài nói: còn đến làm Phật. Khẩu khí này thật là phi thường, chúng ta chưa nghĩ đến. Chúng ta từ trước đến nay cũng chưa thấy qua một người đến chùa để học Phật mà nói là tôi muốn đến để làm Phật. Chưa từng nghe qua, cũng chưa từng thấy qua Lục Tổ có cái khẩu khí lớn như vậy. Nên sự thành tựu của Ngài quả nhiên khác hẳn với người. Cho nên nói học Phật để làm Phật, điều này chúng ta có nghe qua. Còn Ngài Pháp Tạng thì lại khác. Không những tôi phải làm Phật mà còn điều vượt hơn vô số chư Phật. Tôi phải sánh với tất cả chư Phật khác, còn thù thắng hơn, còn vượt hơn. Điều này chưa từng nghe qua. Đích thật chúng ta trong rất nhiều kinh điển Đại Thừa chưa thấy qua con người có khẩu khí như vậy. Chỗ này chúng ta có thể thấy được tâm lượng của Ngài, có thể thấy được nguyện vọng của Ngài. Tại sao làm Phật mà lại còn phải vượt qua tất cả chư Phật? Mục đích là phải phổ độ tất cả chúng sanh, khiến cho tất cả chúng sanh với một thời gian nhanh chóng nhất có thể viên thành Phật Đạo. Ngài thật sự đã làm được. Đoạn này là Ngài Pháp Tạng trần thuật cái đại nguyện của Ngài. Hỏi Phật có thể mãn được cái nguyện này chăng? Ninh khả đắc phủ. Ngài phát cái nguyện này có thể đạt được chăng? Có thể mãn cái nguyện này chăng? Đây là một đoạn. Chúng ta lại xem đoạn 2. Thế gian tự tại vương Phật, tức về Pháp Tạng như nhi thiết kinh ngôn. Vị thầy gặp được một học trò như vậy, trong sự tưởng tượng của chúng ta nhất định là vui mừng vô hạn. Đích thật đã có được người để truyền trao, có thể đem gia nghiệp của Như Lai phó thác cho ông ta. Cho nên nói pháp cho ông ta, thuyết kinh tức là nói pháp cho ông ta. Tỷ như Đại Hải, nhất nhân đấu lượng, kinh lịch kiếp số thượng khả cùng đệ.
Đây là trước tiên dùng tỷ dụ để nói. Phật nói pháp đích thật có rất nhiều người từ trong tỷ dụ mà hiểu rõ trở lại. Thể hội được nghĩa chân thật của Phật nói pháp, cho nên chỗ này cũng dùng tỷ dụ mà nói. Tỷ như biển lớn, biển thì rất lớn, một người dùng cái đẩu để lường, nước biển có thể lường hết chăng? Giả như bảo là trải qua kiếp số, cho anh ta thời gian rất dài, dài vô hạn, để anh ta từ từ mà lường, cũng có thể đem lượng nước biển này lường hết vậy. Ý này là nói rõ thiên hạ vô nan sự, chỉ sợ người hữu tâm. Ám chỉ pháp tạng tỳ kheo, cái nguyện này của ông có thể đạt được. Trước tiên cho ông ta một tỷ dụ ám chỉ, nhiên hậu mới dạy ông ta: nhân hữu chí tâm cầu đạo, tinh tấn bất chỉ, hội đang khắc quả hà nguyện bất đắc. Đây là khẳng định nói với ngài nguyện vọng của ông có thể mãn túc, chỉ cần ông chí tâm cầu đạo, tinh tấn không ngừng. Chí tâm là chân tâm, thành tâm, bằng tâm chân thành để cầu, lại có thể tinh tấn không ngừng, thì anh có thể đắc đạo. Vì thì ngày nay chúng ta học Phật, tu đạo, công phu của chúng ta không đắc lực. Niệm Phật hỏi anh có nắm chắc được vãng sanh không? Không chắc chắn. Bệnh là từ đâu sanh ra? Là vì chúng ta chẳng có chí tâm, chúng ta cũng chẳng có tinh tấn. Tuy vẫn tụng kinh niệm Phật, nhưng trong tâm thì những sự việc hỗn tạp lộn xộn, bồn chồn lo lắng vẫn còn chẳng biết là bao nhiêu. Đây tức là chẳng phải là chí tâm, là tạp tâm niệm Phật, vọng tâm niệm Phật lại chưa thể tinh tấn không ngừng. Cho nên công phu này đương nhiên là chẳng đắc lực. Đạo nghiệp tiền đồ tự nhiên là mờ mịt. Chúng ta đem cái nhân của bệnh này tìm ra rồi, đem cái nhân tiêu trừ mất, thì công phu chúng ta tự nhiên sẽ đắc lực. Cái nguyện này của ngài Pháp Tạng thật bất khả tư nghị, vượt qua hoằng nguyện của tất cả chư Phật, ngài đều có thể thực hiện. Chúng ta ngày nay cầu vãng sanh, nguyện vọng này làm sao có thể chẳng thành tựu chứ? Chúng ta lại xem phần kinh văn phía dưới. Nhữ tự tư duy, tu hà phương tiện, nhi năng thành tựu Phật sát trang nghiêm. Như sở tu hành, như tự đương tri, nhữ tự đương tri, thanh tịnh Phật quốc,
nhớ ương tự nhiếp. Câu nói này là hỏi ngược trở lại. Phật Tự Tại Vương nói với Ngài, trong một đoạn lời nói này có ba chữ tự, là nhữ tự tư duy, nhữ tự đương tri, nhữ ưng tự nhiếp. Trong lời này nói, ông tất cả tự mình đều đã hiểu rõ, chẳng cần tôi chỉ dạy nữa. Cho nên bộ kinh điển này phía trước đã giới thiệu với quý vị rồi. Phần kinh văn tuy không dài, nhưng đã đem Phật Pháp Đại Thừa, tất cả ý thú của tôn giáo chỗ có được thấy đều bao quát trong đó. Ở chỗ này không vỏn vẹn chỉ là giáo, còn có mật, có thiền. Cách nói của đoạn này hoàn toàn là ngữ khí của thiền tông. Dụng ý này thật sâu, thật sâu. Ba chữ tự này là trực chỉ nhân tâm. Cùng với trong giáo học của thiền tông, chẳng hài chẳng khác. Hoàn toàn là chỉ cho tự tánh của người đương cơ, chân tâm tự tánh. Bởi vì tất cả pháp đều chẳng rời tự tánh. Trong Tịnh Tông chỗ gọi là thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật. Chúng ta vừa vào cửa Phật thì mong được thọ tam quy. Tam quy gọi là tam tự quy. Tự quy Phật, tự quy Pháp, tự quy Tăng, tam tự quy. Bên trong ý nghĩa rất sâu, rất sâu. Phải phát khởi tâm chân thành thì nhất định bao hàm quả địa chân thật của chư Phật. Vì nhân quả là đồng thời, cho nên Phật lấy hoa sen để biểu trưng. Hoa sen là nhân quả đồng thời, nở hoa là nhân. Hoa vừa chợt nở thì trong phần liên bồng đã có hạt, hạt sen là quả. Cho nên chẳng dùng cả các loại hoa khác làm đại biểu mà dùng hoa sen. Vì hoa sen tức là đại biểu cho nhân quả đồng thời, cho nên Bồ Tát vừa phát nguyện thì quả ấy liền âm thầm hàm chứa bên trong rồi. Ý nghĩa này thật sâu, thật sâu. Nhân triệt quả hải, quả triệt nhân duyên. Điều này trong Phật Pháp Đại Thừa thường thường giảng đến. Chỉ cần anh chịu tinh tấn thì nguyện vọng nhất định sẽ không bao giờ thất bại, nhất định có thể chứng đắc. Vậy thì ba chữ tự này, đây là Phật Tự Tại Vương truyền thọ cho Ngài, chỉ dẫn cho Ngài, hiển thị lòng đại từ đại bi đối với Ngài, thương yêu bảo hộ thâm sâu như thế đó, chẳng phải người thường có thể thể hội được. Có ý nghĩa rất sâu trong đó. Cổ đức trong phần chú giải nói với chúng ta, họ nói trong đây ít nhất có đến ba ý nghĩa.
Nghĩa thứ nhất là cái nhân quá khứ của Pháp Tạng Tỳ Kheo nhất định vô cùng vô cùng thâm sâu. Sự việc này chúng ta có thể thể hội được. Phật nơi trong kinh này nói rất rõ ràng, vào thời kỳ mạt pháp, chúng ta nghe đến danh hiệu của Phật, tiếp xúc đến kinh Vô Lượng Thọ, hoặc giả là Tịnh Độ Tam Kinh, Ngũ Kinh, tin được, nguyện được, hành được. Đây là trong đời quá khứ. Từ vô lượng kiếp đến nay, chỗ trồng thiện căn phước đức đã hiện tiền thành thục. Nếu như chẳng phải cái nhân sâu dày như vậy, thì trong kiếp này cho dù gặp được cũng chẳng thể tín thọ phụng hành. Lấy đây mà suy ra, cái nhân của Pháp Tạng Tỳ Kheo nhất định là vô cùng vô cùng sâu dày. Cho nên Thế Tôn vừa mới điểm như vậy thì Ngài đương nhiên liền khai ngộ. Giống như trong thiền tông gọi là ngôn hạ đại triệt đại ngộ. Vị Thầy dùng phương pháp này, nhưng ông ta chẳng có biểu diễn như vậy. Trong này lại cũng hàm chứa ý nghĩa thật sâu. Bởi vì nếu tại chỗ này Thầy vừa mới điểm Ngài liền hoắc nhiên đại ngộ, thì đây chẳng gọi là tịnh tông rồi, thì gọi là thiền tông cũng chẳng phải tịnh tông rồi. Cho nên vị Thầy dùng đó là phương pháp này, ông ta cố ý giả vờ không biết. Đây là tôn trọng nơi nhị lược pháp môn, chỉ rõ ý thú của tịnh tông. Đây là ý nghĩa thứ nhất. Còn ý nghĩa thứ hai là nói nhiếp thủ. Quốc độ của chư Phật, cái này cũng chẳng có định pháp, đều là tùy tâm nguyện của cá nhân. Có số người thích ở tịnh độ, có số người lại thích ở uế độ. Như Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài là ở uế độ. Còn Địa Tạng Bồ Tát thì phát nguyện phải độ chúng sanh nơi địa ngục. Địa ngục thì chẳng có ai muốn đến, nhưng Ngài lại thích đến. Đây là tâm nguyện của cá nhân có khác. Cho nên câu hỏi này cũng hỏi rất đúng lúc. Quốc độ thanh tịnh này là vì do ông tự nhiếp. Đây là nguyện vọng của chính ông, cũng chẳng cần Phật đến để chỉ định, chẳng cần. Tùy nguyện vọng của chính ông, tùy nguyện đều có thể thành tựu. Về còn nghĩa thứ ba, phàm là tịnh độ là có hóa, có báo, có hóa độ, có báo độ. Hóa báo thì là cao diệu đấy, chẳng phải Bồ Tát có thể nhiếp thủ được. Nhất định là quả địa của Như Lai. Tuy nhiên, nhiếp thủ vẫn phải nhờ vào chính mình. Cho nên Phật nói, nhữ tự đương tri. Vậy thì những chỉ thị này đều là trong thiền tông chỗ gọi là hướng thượng chi sự. Cầu hướng thượng chi sự này, chữ thượng này tức là trên quả địa của Như Lai.
đích thật chẳng phải thân phận của Bồ Tát thông thường. Lẽ đương nhiên chẳng phải phàm phu chỗ có thể phỏng đoán đến được, cũng chẳng phải là phàm tình chỗ có thể lý giải nổi. Nó hàm chứa ở bên trong nhiều thâm ý như vậy. Đây chúng ta lại xem thái độ của Ngài Pháp Tạng. Pháp Tạng bạch ngôn, tư nghĩa hoành thâm, phi ngã cảnh giới, duy nguyện Như Lai ứng chánh biến tri, quán diễn chư Phật vô lượng diệu sát, ngã nhược đắc văn, như thị đẳng pháp, tư duy tu tập, thệ mãn sở nguyện. Đây là nói thế gian tự tại vương Phật vừa mới chỉ dẫn như vậy, ba chữ tự này Ngài đều chẳng khoát nhiên đại ngộ. Tiếp theo phía dưới là khoát nhiên đại ngộ thì chẳng có, nếu như vậy thì đã biến thành thiền tông mất rồi. Ngài vẫn chưa kết thúc. Ngài chưa kết thúc trong này cũng hàm chứa ý nghĩa rất sâu, tức là đem chính mình bỏ qua một bên, hoàn toàn nương tựa vào Phật, hoàn toàn nhờ vào Phật. Tịnh tông gọi là nhị lực pháp môn, chúng ta phải nương nhờ Phật lực. Thiền tông hoàn toàn nhờ vào chính mình, chẳng nhờ Phật lực. Cho nên sự chỉ thị của ba chữ tự này là chẳng cần nhờ vào Phật lực. Tuy nhiên Ngài vẫn chẳng thể đảm đương, vẫn cứ muốn nương nhờ vào Phật. Như vậy thì biến thành thiền tông mất rồi. Đây là tịnh tông và thiền tông khác biệt là ở chỗ này. Nghĩa hoành thâm là chỉ cho vượt qua chư Phật. Ngài thành Phật phải vượt qua chư Phật. Phật quốc này của Ngài phải vượt hơn quốc độ của chư Phật. Nghĩa này quá sâu, là chỉ cho ý nghĩa này. Phi ngã cảnh giới, cảnh giới chẳng phải Bồ Tát có thể lý giải được. Đây là cảnh giới của Phật, Bồ Tát chẳng thể lý giải. Thật tại mà nói, đại nguyện của Di Đà là ngũ thừa bình đẳng, đồng thời nhập vào báo độ. Đích thực là trong tất cả sát độ của chư Phật đều chẳng có. Ngũ thừa là gì? Bồ Tát, Như Văn Thù, Phổ Hiền, Duyên Giác, Thinh Văn, phía dưới lục đạo chúng sanh. Đây là phàm phu. Tín, nguyện, trì danh, phương pháp là giống nhau. Bồ Tát cũng dùng phương pháp này, La Hán cũng dùng phương pháp này, chúng ta cũng dùng phương pháp này, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh cũng vẫn dùng phương pháp này. Tín, nguyện, trì danh thì có thể vãng sanh đến cực lạc thế giới. Sanh đến cực lạc thế giới thì là bình đẳng, đều là Bồ Tát. Đến 48 nguyện ở phía sau, quý vị sẽ thấy được tất cả đều là Bồ Tát của A Tỳ Việt Chí, là vị Bồ Tát viên chứng tam bất thối. Cái này thì thập phương thế giới này chẳng có. Thật tại là vượt hơn tất cả sát độ của chư Phật. Thế Tôn trong tất cả kinh luận khác đã giới thiệu với chúng ta chư Phật thế giới ở tha phương chưa từng nói qua. Như những chỗ này chúng ta phải đặc biệt lưu ý mới biết được pháp môn này thù thắng, pháp môn này đối với chúng ta quan hệ quá mật thiết. Chúng ta có được pháp môn này thật như là hoạch được vật chí bảo, thù thắng không gì sánh bằng. Phần dưới là cầu Phật
duy nguyện Như Lai, ứng chánh biến trì. Chữ ứng này là ứng cúng, chánh biến trì. Đức hiệu này phía trước đã giới thiệu qua. Quảng diễn chư Phật vô lượng diệu sát. Đây là cầu Phật giới thiệu cho Ngài, giới thiệu sát độ vô lượng vô biên của chư Phật. Đây tức là chỗ Ngài muốn tu học. Người cũng tức là tất cả chúng sanh hiện tiền có thể có được hạnh phúc vui vẻ, gia đình mỹ mãn, sự nghiệp thuận lợi thành công, xã hội hòa hài. Quốc gia phú cường, thế giới hòa bình, cực kỳ tốt đẹp. Đây là mục đích của Phật giáo hóa chúng sanh. Pháp Tạng Bồ Tát là muốn biết tất cả chư Phật họ tu nhân chứng quả cách nào, chúng sanh trong tất cả sát độ của chư Phật, tướng chân thật của nhân duyên quả báo. Ngài muốn biết những thứ này là vì cái gì đây? Là vì muốn xây dựng. Ngài muốn vượt hơn bản mẫu làm bổ nguyên thủy của tất cả sát độ của chư Phật. Cho nên cực lạc thế giới chẳng phải bỗng không tưởng tượng mà thành tựu, mà là sự tập hợp đại thành của những gì tốt đẹp của tất cả chư Phật sát độ, những cái tốt đẹp của mười phương chư Phật thế giới, Phật A Di Đà tất cả thảy đều chọn lấy. Còn những gì không tốt thì tất cả đều chẳng cần, tất cả đều xả bỏ. Ví dụ như nói trong tất cả chư Phật sát độ có tam ác đạo, có lục đạo luân hồi, Ngài chẳng cần những thứ này là phiền phức, Ngài chẳng cần. Trong tất cả chư Phật có những thứ thù thắng nhất, tốt nhất, Ngài tất cả đều chọn lấy. Điều này thật tại mà nói là vô cùng hợp lý, hợp tình, hợp lý. Tỷ như quý quốc Tăng Già Bà của quý vị, tuy rằng đất đai chẳng lớn, nhưng nhân dân Tăng Gia Ba từ chánh phủ đến nhân dân, quý vị đều có trí tuệ, đều có nhãn quan đến thế giới các nước để tham quan khảo sát. Địa phương nào tốt chúng ta đều học tập, nơi nào con người không tốt chúng ta đều loại ra, thì Tăng Gia Bà sẽ trở thành thế giới cực lạc ngay trên trái đất này của chúng ta. Là làm bằng cách này, chẳng phải chỉ nằm nhà bỗng không mà tưởng tượng ra, chẳng phải như vậy. Cho nên cực lạc thế giới của A Di Đà Phật là thành tựu như vậy. Điều này quả thật khiến người phải bội phục. Phương thức suy nghĩ khảo sát này hợp tình, hợp lý, hợp pháp. Điều này rất là phi thường, cũng mang đến cho chúng ta một cái gương mẫu tốt nhất.
Ngày nay chúng ta tu học là chọn lấy phương pháp này. Chúng ta hãy nhìn xem kẻ khác. Người ta vì sao sống hạnh phúc như vậy, vui vẻ như vậy? Chúng ta hướng về họ mà học tập, đem cái nguyên nhân không vui vẻ, không hạnh phúc tìm ra, đem nó tiêu trừ, thì quả báo của chúng ta hiện tiền ngay. Gia đình của họ tại sao lại viên mãn? Xã hội của họ tại sao yên ổn như vậy? Chúng ta tại chỗ này học được phương pháp rồi, quả nhiên có thể y giáo phụng hành. Cái lợi ích có được ở hiện tiền thì là thù thắng không gì sánh bằng. Đây là cùng với Đức A Di Đà Phật đồng tâm đồng nguyện, đồng giải đồng hành. Chúng ta lại với một trái tim thanh tịnh, một trái tim chân thành, một trái tim từ bi để cầu sanh Tây Phương tịnh độ, thì quyết định được thượng thượng phẩm vãng sanh. Sự lợi ích của kinh điển đích thực là vô lượng vô biên. Chúng ta để tâm trong đó để đọc tụng kỹ lưỡng, để tư duy, đem nó dùng vào sinh hoạt thường ngày của chúng ta, thì kinh điển này mới hữu dụng vậy. Chẳng phải niệm một cách luống công, niệm một cách trống rỗng, nó đích thật hữu dụng, đích thật chắc chắn có thể sửa đổi cuộc sống hiện tại của chúng ta, có thể sửa đổi cuộc đời của chúng ta, khiến cho chúng ta đạt được một mục đích như nguyện, mãn nguyện như thế đó. Phần sau đây thì dễ hiểu hơn. Nhược ngã đắc văn, như thị đẳng pháp, tư duy tu tập, thệ mãn sở nguyện. Đây là chỗ chỗ ngài đều hướng về thầy để biểu minh rõ ràng. Lời dạy bảo của thầy nhất định phải hết lòng đi làm. Hai chữ tu tập tức là hết lòng để làm. Cho nên ngài muốn biết nhiều, hiểu nhiều, hầu tự mình ở trong đó mới có chỗ chọn lựa. Hôm nay thì giờ đã hết, chúng tôi xin giảng đến đây.